lật tẩy thủ đoạn tinh vi dùng flycam vận chuyển chất cấm. Ngày 30 tháng 5 tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi đã bị công an bắt giữ cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng với cáo buộc mua bán trái phép chất cấm. Thủ đoạn của cặp vợ chồng này là vận chuyển hàng cấm trong đêm bằng flycam. Từ nhà riêng của nghi phạm tới trang trại chứa chất cấm rộng 700m² là hơn 1km. 22 giờ hàng ngày, Vinh đi ô tô đến trang trại, rồi điều khiển flycam đến chỗ hẹn lấy hàng. Trên flycam có buộc dây dài khoảng 15m vào một chai nhựa cho người mua để tiền. Sau đó, Vinh cho flycam bay về lấy tiền, rồi chia chất cấm vào chai, bay ra giao hàng. Khám xét trang trại, công an thu giữ gần 190 gram heroin và ma túy tổng hợp, một bộ flycam, một khẩu súng khí nén đạn chì, một ô tô và nhiều tang vật khác. Tại nhà riêng, cảnh sát thu thêm một bộ flycam, 100 triệu đồng, nhiều dụng cụ chia tách ma túy. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.